Các bạn này giới thiệu còn sản phẩm đó chính là máy phát điện chạy bằng xăng. Cái mẫu máy phát điện chạy bằng xăng này là công suất là từ 4kg đến 4200W này. Đấy, điện 220V này. Đấy, đây là bảng điều điện, bảng công tắc này và hộp công tắc này. Đấy. Điện 220V này này. Ổ 220V này, có hai cái ổ nhá. Đây là đề bằng điện này, có chục khóa này. Đấy. Còn đây là một đề bằng tay này, tay giật này. Đấy. Máy này có 4 bánh xe này. Kích thước máy này là chiều ngang nó là 44 phân này. Chiều rộng nó là chiều 60 phân này. Cao nó là tầm 53 phân này. Đấy. 4 bánh xe này, đấy rất tiện lợi này. Đó. Các bạn mua máy phát điện liên hệ qua số điện thoại của mình. Đây là chạy bằng xăng nha các bạn nhé. Điện 220V chạy bằng xăng. Liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111146 Nguyễn Trãi và 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, xưởng máy Thanh Hóa .com. Bên mình giao hàng toàn quốc nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.